Sáng nay đã diễn ra hội thi tìm kiếm tài năng thử tài Rubik tỉnh Quảng Ngãi lần 2 năm 2022. Hội thi thu hút 60 học sinh ở lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là học sinh đến từ các huyện miền núi Ba Tơ, Sơn Hà. Vòng chung kết diễn ra sôi nổi với sự giám sát chặt chẽ của tổ trọng tài. Ở vòng này, người chơi phải thực hiện giải 2 lần với khối Rubik 3x3 và 4x4. Với tổng thời gian giải là 65,416 giây, em Bùi Lê Văn Tài, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi đã xuất sắc đoạt giải nhất lứa tuổi trung học cơ sở. Em Võ Minh Phát, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành đoạt giải nhất lứa tuổi tiểu học với thời gian giải 91,439 giây.